Chương 11 11 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngươi vẫn là trực tiếp như vậy. Đối phương tự hồ nói chút gì, dịch minh điểm một chi xì gà, chậm rãi nói, cốt xấu cũng là huynh đệ một hồi, ngươi nói xem đi. Cái gì? Dịch minh đem xì gà khấu ở trong gạt tàn, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, dừng một chút, cười đến có chút ngầm bi thương, vừa kia nói ngươi coi ta như chưa nói quá. Đúng, Huynh đệ một hồi câu kia. Đầu kia điện thoại còn tại nói xong cái gì, Dịch Minh luôn luôn không có việc gì thần sắc cũng đã tá xuống dưới, hắn như trước là dùng nhẹ nhàng bâng quơ miệng, nhưng ngữ khí cũng không lại ngã ngớn. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ba không cho ngươi cưới vòng giải trí nữ nhân. Điện thoại con này Dịch Sâm cười khẽ một câu đáp lễ. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ba không cho ngươi cưới kẻ thù nữ nhi. Ngươi huynh đệ hàng ngày đấu võ mồm phát triển trở thành huynh đệ cho nhau lộ tẩy hành vi nếu ta không tính sai lời nói ngươi đang ở trù bị cùng trần lấy toàn cầu hôn dịch sâm nói tân duệ thời thượng giáo chủ phạm đồng đồng thiết kế áo cưới một năm chỉ định chế nhất kiện có giới vô thị ta có thể giúp ngươi lấy đến tiểu tử ngươi đánh rắn đánh dập đầu huynh đệ nhiều năm như vậy hắn nhưng là biết bản thân đang nghĩ cái gì một câu nói giao không giao dịch Dịch Minh còn muốn nói cái gì đó, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng ngọt ngấy mèo kêu. Hắn nhìn lại, không khỏi đổ hít một hơi. Hắn hai mắt đăm đăm nhìn chầm chầm đã thay xong quần áo, đi giày cao gót, phong tư khoảng bãi theo phía sau rèm phòng nghỉ đi ra tiểu yêu tinh, nghiến răng nghiến lợi nói. Đâu có. Ai bảo ngươi là ngã đệ đâu. Vậy là tốt rồi. Ngươi trừ thời gian nhanh chóng đi xem đi vương hân thuần bên kia, bọn họ hôm nay liền muốn đi cùng Vương Hân Thuần đàm phán. Ngươi đang nghe sao? Quy! Đầu kia điện thoại bỗng nhiên không có tiếng vang, chỉ có tất tất tốt tốt thật nhỏ tiếng vang. Dịch sâm đang có chút nghi hoặc, muốn hỏi lại, đầu kia điện thoại lại bất ngờ không kịp phòng truyền đến kiều mị giọng nữ. Thực xin lỗi, ngài sở bác đánh điện thoại tạm thời không thể miêu tả. Nguyên lai like là như vậy. Đại tẩu, ngượng ngùng, quấy rầy dịch sâm thập phần tự giác đem điện thoại cắt đứt. Khả một người nghĩ nghĩ, dịch sâm hắn cùng với dịch minh từ nhỏ ở cùng nhau vừa được đại, hắn thật sự rất minh bạch hắn này ca ca nước tiểu tính. Do dự một lát, hắn lại lần nữa bắt dịch minh điện thoại. Một lần, không tiếp. Hai lần, không tiếp. Lần thứ ba, rốt cục tiếp. Xen lẫn ái mùi tiếng thở dốc, dịch minh ngữ khí có chút hỗn hển. Ngươi ngươi kết quả muốn làm gì? Nàng khả năng sáng sớm sẽ đi hoa tụng cùng Vương Hân Thuần giao thiệp, ngươi tốt nhất ở nàng phía trước cùng Vương Hân Thuần đàm thỏa. Nếu ta nhớ không lầm, máy bay hẳn là đã sắp rơi xuống đất. Dịch sâm nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, khụ, quấy rầy. Dịch Minh nhìn thoáng qua trong dạ mị nhãn như tơ nữ tử, mạnh mẽ nuốt xuống một hơi, dĩ vãng lỗi lạc khuôn mặt cũng là một bộ ăn biết bộ dáng. Hắn tốt xấu là cái nam nhân, chính chỗ nhiệt huyết sôi trào chỉ mành treo chuông là lúc bị bản thân thân đệ đệ mạnh mẽ đánh gãy treo điện thoại sau dịch minh trong lòng bỗng nhiên có chút hoài nghi nhân sinh trần dĩ tuyền vương tay đến nhẹ nhàng khơi màu dịch minh khuôn mặt tuấn tú của ta dịch tổng bộ dạng này lời nói thời gian sẽ không đủ đúng hay không dịch minh không thể nhịn được nữa dưới giận dữ phản cười tiểu tử này xem ta thu cơ hội chỉnh tử hắn Tống Kha Lâm ngủ đang ở mơ hồ trong lúc đó, nghe thấy cửa phòng mở thanh, có người nhẹ nhàng kêu nàng. Kha Lâm! Kha Lâm! Nàng cảm giác bản thân là một cái mộng, còn mộng trăng rắc, trăng rắc, thanh âm. Có người hơi thở nổi tại bên tai, là cái nam nhân, thanh âm nghe không rõ. Nàng đưa tay đi vung ra, tô dực thần, đừng nháo. Thanh âm tiêu thất, nàng lại bắt đầu lâm vào mê mang trung. Tự hồ là qua một trận nàng cảm giác thân thể nhất khinh, bị bế dậy. Đau đầu dục liệt nàng không kịp nhận là ai, liền rơi vào một trương lớn hơn nửa càng nhuyễn sofa. Tống Kha Lâm cọ cọ kia mềm mại vải dệt, mơ hồ gian cảm thấy có người hơi thở bao phủ ở thân thể của chính mình thường. Làm sao ngươi đổi nước hoa? Tống Kha Lâm đem tay hắn hất ra, sau đó phiên cái thân. Phía sau một bàn tay thân đi lại, vuốt ve tóc của nàng, hơi hơi mang theo run run. Tốt lắm, gần chút nữa chút, cái mũi tới gần của nàng lỗ tai. Tự hồ là ai ở nhẹ giọng nói chuyện. Nhưng là, như vậy thích hợp sao? Không cần sợ, nàng là ngươi học muội lại vừa mới vừa tái nhậm chức, có thể đem làm sao ngươi dạng. huống chi còn có trương tổng bên kia tráo ngươi. Ân, ta không chạm vào nàng, chính là cùng nàng hổ giúp hỗ trợ. Ngô trọng vũ ý đồ thuyết phục bản thân, nàng cùng hắn, cũng là cần đề tài cùng lưu lượng đem nàng cổ áo cởi bỏ, bả vai cùng câu lộ ra đến. Này! Ngô trọng vũ do dự, này không tốt. Nhanh chút, chuyện xấu không có điểm lưu, có thể kêu chuyện xấu sao? Ngươi có còn muốn hay không đỏ? Ngươi đã quên, giải ngữ, nam nhất hào là ngươi cùng dịch sâm đều qua sơ tuyển, nhưng là nhân khí so đấu ngươi lại thua đưa người ta. Ngô trọng vũ nhìn tống kha lâm một cái chớp mắt, thấy nàng hôm nay nùng trang diễm mạc, môi đỏ mọng ướt ác. Thôi, dù sao nàng cũng không phải cái gì sạch sẽ mặt hàng, tuần trước đã cùng nàng sao quá chuyện xấu, dứt khoát liền sao đến cùng. Hắn cắn chặt răng, siêu nàng trước ngực nút thắt vương tay đi, phanh một thanh âm vang lên, ngô trọng vũ sắc mặt đại biến, vương đi thủ đứng ở nửa đường, hắn theo bản năng theo tiếng vang nhìn về phía cửa, quan có chút hoảng nhân mắt, gọi hắn xem không rõ lắm. Dịch sâm thanh âm băng như trời đông giá rét mũi nhọn thật không ngờ lần trước thử kính sau chúng ta vậy mà lấy như vậy phương thức tái kiến làm sao ngươi hội ta thế nào tại đây dịch sâm nhìn thoáng qua trong tay vào cửa khi theo bảo an trong tay thuận tiện mượn điện côn màu hổ phách đôi mắt bởi vì quán chú lôi đình bàn tức giận mà không lại trong suốt ngươi không biết khi thành họ dịch khi thành sản nghiệp đề cập khách sạn hội sở các loại bán lẻ giải trí điện ảnh cao đoan tái sự thậm chí nhúng chàm đông nam á châu Âu mổ ta quốc gia giàu mỏ cùng điện lực buôn bán cự ngạc. Hắn vậy mà, hắn vậy mà không biết, dịch sâm chính là hy thành nhị thiếu, hắn hẳn là đoán được, hắn làm sao lại không đoán được. Người đại diện cho hắn tiếp được tân diễn đó là hy thành lĩnh đầu, vì không đương ra này bộ diễn quay chụp thời gian, hắn cơ hồ thôi rất năm nay còn lại sở hữu trường kỳ quay chụp mời. Cả trái tim như trụy vết nứt, Ngô Trọng Vũ bỗng nhiên cảm thấy bản thân coi như ngay cả nắm tay đều nắm không nhanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ứa ra nhiếp ảnh gia đã sớm sắc mặt trắng bệt ngồi ngồi dưới đất trong tay máy chụp ảnh ném ở một bên còn có thể nghe được đụng hỏng rồi một góc động thanh cửa đứng ba bốn cái ăn mặc chỉnh tề đại hán trong đó một người lễ phép hỏi dịch sâm nhị thiếu xử lý như thế nào nhị thiếu tha ta này đây là hắn nghĩ ra được biện pháp hắn muốn cùng tống kha lâm sao làm nhiếp ảnh gia trương nhớ trần tục chụp không sai, cũng là cái nạo loại. Ngô trọng vũ tay chân bắt đầu run run đứng lên, cũng không dám cổ họng ra một tiếng. Chỉ nghe thấy nặng nề đoạn ủng chạm đất thanh theo cửa truyền đến, dịch xâm một tay dẫn theo gậy gộc vừa đi đến, một bên lao khởi cổ tay áo. Ngô trọng vũ cúi đầu, miệng thì thào theo bản năng nói. Ta cái gì cũng không có làm, chính là tưởng cùng nàng sao làm một hạ chuyện xấu. Ngươi xem, nàng hoàn hảo không tổn hao gì a à, tay của ta tay của ta ngô trọng vũ tê hào cường điệu trọng ngã nhào ở thân thể gian nan cuộn mình lăn lộn bộ mặt biểu cảm bởi vì thống khổ trở nên vặn vẹo đáng sợ dịch sâm dễ dàng dùng mũi chân đưa hắn bay qua đến nhìn hắn một cái chớp mắt chiếu tay kia thì lại là nhất côn a à, dịch sâm nhị thiếu van cầu ngươi van cầu ngươi đừng đánh tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hắn cúi mâu nghệ ngô trọng vũ, trên mặt rõ ràng là tuấn tú bộ dáng, trong mắt nhưng không có một tia độ ấm. Còn dùng nơi nào chạm qua nàng? Không có. Không có, không có. Vang cầu ngươi, đừng đánh ta. Ngô trọng vũ khóc không thành tiếng dãy dụa đứng lên, treo một bên mềm nhũng cánh tay, kiểu tóc tán loạn ẩm ướt, nước mắt đưa hắn rất nặng trang dung lao ra từng đạo khe rảnh, nơi nào còn có thần tượng minh tinh bộ dáng, ta rất nóng vội, ta rất nóng vội, ta nghĩ muốn nhanh chút thành danh, ta bị nhân xúi dục. Thực xin lỗi, thực xin lỗi nhị thiếu, van cầu ngươi tha thứ ta, van cầu ngươi. Đưa đi cho các ngươi dịch tổng, nhưng xem hắn đầu cái gì người đến đóng phim. Chuyển cáo hắn, nếu không cho ta một hợp lý giải quyết phương án, việc này không tính hoàng. Khi căng hắc trưởng điện giật cung tầng trời thấp bay qua trên thảm không, trầm trọng lạc ở ngoài cửa mọi người dưới chân phát ra kinh sợ tiếng vang mọi người gặp nhị thiếu xoay người cúi mâu đem kia ngủ gắt gao nữ nhân quan sát một lát sau đó tự hồ là sợ đánh thức nàng nhị thiếu nhẹ nhàng vươn tay đến đem kia nữ nhân ôm ngang lên kia dè dặt cẩn trọng trình độ coi như ôm cái gì dịch toái vật phẩm rõ ràng mấy đại hán đứng ở một loạt như núi thông thường cao tráng đều không cảm thấy cúi đầu cho hắn chuyển khai con đường đến không ai dám ngăn đón hắn, cũng không ai dám hỏi hắn muốn đi đâu. Chỉ có thể nói là chúng ta dịch gia nam nhân. Dịch Minh theo theo dõi lý xem tất cả những thứ này, hướng Trần Dĩ Tuyền dơ dơ lên bay xéo mi. Trần Dĩ Tuyền qua ở Dịch Minh trong khuỷu tay giận dữ cười nói. Ngươi khiến cho Dịch Sâm đem nhân mang đi. Cách vách kia nam nhân thế nào phái? Không cần phải xen vào hắn, ngươi trước hết nghĩ tưởng thế nào phái ta. Ân. Dịch Minh gần sát Trần Dĩ Tuyền mặt, thấy nàng liễm diễm đồng quan lý là thủy thông thường mềm mại, cùng thân thể của nàng thông thường nhuyễn. Một đôi tay mềm nhẹ xoa hắn ngực, móng tay ở hắn trước ngực cơ bắp thượng hoa quyển quyển, "Dịch tổng, muốn kia loại phái." "Ta nghe không hiểu lắm." "A." À. Là Dịch Minh một cái xoay người, đem nàng áp ở dưới thân, si ngốc truyền truyền thật sâu bắt đầu hôn nàng lỗ tai. "A à Minh." là nhuyễn ngấy đến trong đáy lòng thanh âm là trăm nghe không ngấy thanh âm mềm nhẹ duyên dáng gọi to trong tiếng sắc mặt hắn mềm nhẹ đưa tay đến nàng sau lưng từng hạt một cởi bỏ nút thắt đang lúc này phanh một tiếng môn từ bên ngoài bị đá mở ra dịch tổng ta cần một lời giải thích là ánh mắt lạnh như băng tô dực thần dịch minh trên tay động tác cương ở tại chỗ trần dĩ tuyền nhẹ nhàng đẩy ra dịch minh đem sau lưng nút thắt một đám hệ hảo, không chút hoang mang ngồi dậy nhìn cửa kia nam nhân, lấy tay vân vê tóc. Sau đó, nàng nghe thấy luôn luôn lấy tao nhã công tử xưng dịch minh mắng câu bẩn. Dựa vào. Chương 12 12 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhìn cửa kia tức giận khiếp người nam tử, dịch minh khóe miệng nhưng lại nổi lên một chút ý cười. Dịch sâm a dịch sâm, tiểu tử ngươi theo trong bụng mẹ khởi liền bắt đầu hố ta hiện tại ta đều nhanh kết hôn ngươi còn không buông tha ta hắn đem vi loạn cổ áo thoáng khảy lộng chỉnh tề thân sĩ đứng dậy một mặt lại khinh lắc lắc đầu giải thích cái gì tống tiểu thư hiện tại theo ta đệ ở cùng nhau tô tiên sinh không cần lo lắng hắn khơi màu mi giang tuy rằng nhiễm lên tùy tính ý cười chính là lúc này theo tô dực thần rõ ràng mang theo một phần giọng mỉa mai như một tia thủy sông vào hừng hực liệt hỏa, phát ra thứ một tiếng liệt vang. Tô Dực Thần nhớ tới vừa rồi trợ lý tất cung tất kính cùng hắn xem một đám phòng hồi phóng, lại nguyên lai like là đang trì hoãn thời gian, không khỏi tức giận càng sâu. Ngươi thiết cục. Tô Tiên Sinh hẳn là xem tới được, ta đây đệ đệ coi trọng ai chính là một căn cân. Hôm nay khẳng vì Tống Tiểu Thư nữ chính sự tình tới tìm ta hỗ trợ, đối Tống Tiểu Thư tất nhiên là thật tâm, Dịch Minh gặp tô dực thần sắc mặt tối đen, tự hồ có điều hiểu rõ, không khỏi đem hẹp dài hoa đào mắt nhíu lại, tô tiên sinh chớ giận, vừa rồi cùng ngươi nói đại ngôn cũng là thật sự, ta là thật tâm tưởng cùng tống tiểu thư hợp tác, chẳng qua có đến có hướng, thuận tiện lợi dụng tống tiểu thư còn con người của ta tình. Tô dực thần thiết nghiêm mặt trầm ngâm. Hắn là loại nào người thông minh vật, nghe xong dịch minh lời nói này, không khỏi tâm như gương sáng, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc nếp nhăn trên mặt khi cười. Dịch tổng quả nhiên cao minh. Không dám nhận. Dịch Minh tùy tính ỷ ở trên sofa. Rõ ràng thượng một khắc mới sử ám chiêu, giờ khắc này đối với Tô Dực thần ngược lại cũng là người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngô Trọng Vũ người này ăn ta hy thành trong chén không nói, cả ngày vẫn còn cùng Trương nhớ Trần Tục kia báo ngậy lão nam nhân làm ở cùng nhau, ta đã sớm không muốn. Cho nên không muốn, liền hủy diệt. Tô Dực Thần cười lạnh, làm lão bản tóm lại không có phương tiện đối người một nhà sướng mặt trắng, cho nên làm cho người ta giúp ngươi một tay. Dịch tổng hảo thủ bút, ngay cả thân đệ đệ đều lợi dụng. Ta đây là thực hiện tam thắng. Dịch Minh nâng tay mang trà lên trên bàn con cốc có chân dài. Bên người Trần Dĩ Tuyền hiểu ý, thay hắn đổ thượng thơm ngọt rượu đỏ, ở hắn ý bảo hạ, lại vì tô dực thần đổ thượng một ly dịch minh tiếp nhận chén rượu tao nhã đưa qua đi dùng tiêu chuẩn luân đôn khang nói chia tô dực thần cũng không đưa tay tiếp chỉ đưa tay nhấc lưng các ngươi hảo hảo uống dứt lời liền xoay người rời đi đi rồi hai bước lại quay đầu yên lặng xem dịch minh nàng nếu là có chút sơ xuất ta sẽ không bỏ qua cho ngươi dịch minh tựa tiếu phi tiếu thần sắc không thay đổi nhưng này câu trầm như hàng thiết lời nói nhưng là ngay cả phía sau hắn bảo an, nghe xong đều trong lòng chợt lạnh. Đợi cho tô dực thần rời đi, dịch minh thế này mới giống như vô tội xem Trần Dĩ Tuyền. Đường đường dịch tổng trong vòng một ngày bị uy hiếp hai lần, truyền ra đi sẽ bị người cười đến rụng răng. Quỷ khuất. Trần Dĩ Tuyền môi đỏ mọng hơi vểnh lên, ha ha cười, cầm trong tay kia chén quý báu rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Đại khái là uống thả cửa duyên cớ, nàng càng phấn mặt hàm kiều khả nàng ánh mắt cũng không mê ly, mà là không khéo sáng tự hồ đang chờ nhìn cái gì trò hay, xem ra. Chúng ta đệ đệ đối thủ rất mạnh đâu. Ta cảnh cáo ngươi, không cần lại chú ý nam nhân khác. Dịch Minh nâng tay khơi màu của nàng cầm, khiến cho nàng cặp kia mắt hạnh giận dữ giận dữ nhìn bản thân của người nam nhân hiện tại càng cần nữa an ủi. Xúc tua chỗ chỉ cảm thấy nàng một thân mềm mại không xương, dịch Minh trong lòng căng thẳng, cánh tay thuận thế ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, tế khứu của nàng hương thơm. Chốc lát, tự như phát hiện cái gì bảo vật thông thường, đem khóe miệng nàng vết rượu hôn tới. Xuân hạ chi giao tân thành, nói biến thiên liền thời tiết thay đổi. Mới là buổi chiều 3-4 điểm, ngoài cửa sổ đã bắt đầu trời tối. Mây đen như một khối nặng nề bụi bố chụp xuống đến, xa xa bầu trời sáng lên ti chớp. Dịch sâm đứng dậy kéo lên rèm cửa sổ, mở đầu giường đăng trong không khí sen lẫn thở ra mùi rượu, nhu hòa vần sáng đánh vào trên giường người ửng đỏ hai trên má. Sợi tóc phân tán cho tuyết trắng chậm gian, nàng ngủ thật sự yên tĩnh, như biển sâu lý ngư, không phát ra một điểm tiếng vang. Nguyên lai nàng uống say rượu thời điểm như vậy yên tĩnh. Dịch sâm nhoáng lên một cái thần, trong đầu đột nhiên bật ra một cái từ. Năm tháng tỉnh hảo. Nhậm bên ngoài gió táp mưa xa, trong lòng ta năm tháng tỉnh hảo hắn đạm bạc khóe miệng loan ra cực thiện ý cười, mặc dù rất nhỏ đến khó lấy phát giác, lại thuần chí mà sáng ngời, phản phất cái qua góc tường mờ nhạt đèn đặt dưới đất, thắp sáng toàn bộ phòng ngủ. Chốc lát, của nàng hô hấp trở nên có chút dồn dập mà buộc chặt. Này đó rất nhỏ biến hóa tự nhiên không có đào thoát dịch sâm mắt. Dịch sâm lấy tay khởi động bên giường một bên, nhẹ nhàng để sát vào nàng. Quan sát một lát, hắn vươn tay đến thay nàng vuốt vuốt nhăn lại mi hắn dài nhỏ đốt ngón tay hơi mát một điểm một điểm xẹp qua của nàng mi giang mày mi phong mi vĩ đầu ngón tay xúc cảm nhẵn nhụi mềm mại gọi hắn nhịn không được nhiều lưu lại một lát hắn nhỏ không thể nghe thấy thở dài đến cùng là cái gì vậy cho ngươi ngủ thời điểm cũng cao mày hắn sắp đứng dậy ý muốn rời đi nàng khả bất ngờ không kịp phòng bỗng nhiên đến vương một bàn tay nhéo của hắn cổ áo kia trong nháy mắt lỗi kinh ngạc dưới làm cho hắn nhưng lại kém chút trên tay mềm nhũng, gục ở trên người nàng. Lạnh. Tự hồ là cách áo trong cảm nhận được hắn thân thể độ ấm, tống kha lâm nhưng lại nhẹ nhàng đưa hắn đẩy, dịch sâm còn không có phản ánh đi lại liền sườn ngã vào trên giường, ngay sau đó, một thân ôn hương chui được trong lòng hắn đi. Tay nàng là mát, môi gian hơi thở cũng là lửa nóng, một chút một chút, hô ở hắn kêu gợi hầu kết thượng, kích cho hắn da đầu có chút trung lên dịch sâm khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, thân hình vi cương. Khả ngay sau đó lại nghe nàng bất đồng ngày xưa, như tiểu cô nương thông thường tinh tế rầu rĩ thanh âm, mẹ. Nàng nhưng lại chìm đắm trong trong mộng, còn chưa tỉnh lại. Dịch sâm nhớ tới thân thể của nàng thế, trong lòng thương hại cùng thương tiếc càng sâu. 20 năm trước, hắn cũng vẫn là ngây thơ 8 tuổi thiếu niên, sau này sự tình. Trải qua đại nhân khẩu thuật đã thay đổi vị Khả trong trí nhớ tình cảnh đó làm cho người ta đến nay nhớ tới còn có thể rung động rơi lệ. Mẹ, ta rất sợ. Hắn nhìn quen Tống Kha Lâm xuất đạo sau quan mang vạn trượng nguyên khí tràn đầy, cũng gặp qua nàng ở nhân sinh trong bóng đêm dũng cảm dãy dụa, không nói một lời, duy độc giờ khắc này, nàng nói ra của nàng yếu đuối cùng chờ mong, bỗng nhiên làm cho hắn đau lòng tột đỉnh. Thật lâu sau, hắn vương thon dài thủ, mơn trớn nàng hương thơm mang theo lương ý tóc, ôn thanh nói. Không sợ ta ở. Tống Kha Lâm dần dần tỉnh dậy thời điểm, cảm giác đã là buổi tối. Giống như tỉnh phi tỉnh thời điểm, khóe miệng nàng không nhịn được công lên. Nàng mộng mẹ. 20 năm trước mẫu thân hoảng sợ cách thế, cho nàng tạo thành khó có thể ma diệt ấn ký. Vô số lần mẫu thân xuất hiện tại bản thân trong mộng, đem nàng vô số lần khu trở lại từ trước. Cái kia 4 năm tuổi hài đồng, xem bản thân mẹ theo các nàng ở lại mái nhà thường, như tinh linh thông thường, như tiên nữ thông thường, mỉm cười nhảy xuống. Hồn nhiên nàng, lóe hồn nhiên ánh mắt, hỏi hướng bên cạnh hàng xóm tiểu ca ca. Ca ca, mẹ ở quay phim sao? Mẹ ở phi. Ca ca chính là đem nàng ôm đi lại, dùng ánh mắt che, lâm lâm, mẹ muốn đi rất xa địa phương, ca ca hội cùng ngươi. Đó là của nàng đau, cũng là của nàng yểm, không thể đụng chạm, không nghĩ nhắc tới, không dám mơ thấy. Khả Duy độc lúc này đây, lúc này đây, mẹ dĩ nhiên là tươi ngọt mà ấm áp, là có lực lượng. Tự hồ có người lao nổi lên nịch thủy nàng thông thường, nàng khép chặt khóe mắt, xẹt qua một giọt ôn nhuận lệ. Sửa đứng dậy. Tống Kha Lâm muốn đưa tay lau lệ, lại kinh thấy bản thân trên tay tự hồ nắm chặt cái gì vậy. Nàng giật giật ngón tay, chạm được dĩ nhiên là nhân làn da. Đối nàng mà nói, cảm giác này rõ ràng là ấm áp, an toàn, an tâm khả đột nhiên lại kêu nàng có như vậy một tia hoảng loạn nàng ở đâu nàng làm cái gì tống kha lâm một cái giật mình nháy mắt toàn tỉnh nàng vừa mở mắt bất ngờ không kịp phòng xâm nhập là một đôi màu hổ phách ôm nhu đôi mắt đợi cho nàng thích ứng ánh sáng thấy rõ người nọ nàng càng thêm hoảng loạn đứng lên vội vàng đem nắm lấy hắn cổ áo tay buông lỏng ngươi dịch sâm thấy nàng một mặt hoảng sợ chỉ phải thoáng dùng cường tráng cánh tay đem bản thân chống đỡ cách nàng. Rèm cửa sổ không có toàn bộ kéo nhanh, nhất đạo thiểm điện mang đến ánh sáng, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, xuyên qua hắn trước trán toái phát, ánh sáng đôi mắt hắn. Thời gian tựa hồ dừng hình ảnh ở trong nháy mắt, bên ngoài dông tố không quan tâm địa hạ, đem hai người hữu cho này nhất phương nho nhỏ thiên địa. Hắn hai tay chống tại nàng phía trên, ngọn đèn đem hai người bóng dáng sai vị, ánh ở một bên trên vách tường, Vậy mà như là cần cổ ở nhiệt liệt dây dưa nam nữ. Thùng 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 thùng. thùng thùng, thùng thùng. Thùng thùng, thùng thùng. Thùng thùng, thùng thùng. Trái tim tự hồ muốn nhảy ra ngoài. Muốn nhảy ra ngoài. Tống Kha Lâm hoang mang rối loạn che ngực, mà theo dịch sâm, động tác như vậy cũng là ở hiểu lầm hắn đối nàng làm cái gì. Kha Lâm mở miệng dục giải thích, lại bị nàng trước một bước đánh gãy. Ta, chúng ta chúng ta say rượu loạn xiên vuốt thẳng đầu lưỡi tống kha lâm thử tính hỏi một câu dịch sâm thần sắc quái dị một cái chớp mắt sau đó vậy mà liền nở nụ cười tống kha lâm trong lòng chợt lạnh nhưng lại đọc không hiểu hắn này tươi cười hàm nghĩa nàng liền như vậy xem hắn hơi hơi ngẩng đầu lên lộ ra tinh xảo giàu có đường cong xương quai xanh cùng hầu kết như thiên nga chảy vuốt bản thân lông chim đốt ngón tay vòng động làm cho nàng không dời mắt nổi. Dịch sâm tao nhã mà thông thả đem cổ áo trên cùng kia hai khỏa bị nàng kéo mở nút thắt, một viên tiếp một viên, cẩn thận chụp hảo. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Tống Kha Lâm chỉ cảm thấy mặt nóng khó chịu. Dịch sâm chỉ chỉ bị dảo nhăn nhiều nếp nhăn cổ áo. Là ngươi chủ động. Chương 13 13 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tống Kha Lâm tâm loạn như ma ngồi trên sofa. Dịch sâm vừa rồi rõ ràng là theo nàng mở cái nho nhỏ vui đùa. Khả. Khả nàng đây là cái gì tâm tính, biết bọn họ cái gì cũng không phát sinh một khắc kia, trong lòng cư nhiên có chút nho nhỏ. Thất lạc. Tống Kha Lâm. Ngươi đang nghĩ cái gì? Đây chính là ngươi bằng hữu A. Bên ngoài dông tố tự hồ còn không ngừng nghĩ. Mở ra di động, tất cả đều là chưa hồi phục tin tức. Có tiểu tình. Kha Lâm tỷ, ngươi ở đâu? Dực thần ca mau tìm điên rồi, hiện tại ở khách sạn chờ ngươi đâu? Có Tô Dực thần. Ở đâu? Ta tới đón ngươi. Có Dịch Minh hảo hữu thỉnh cầu. Nhưng mà, ánh mắt nàng cuối cùng lưu lại ở một cái ngô trọng vũ người đại diện phát đến tin tức thượng. Tống tiểu thư, đối với trọng vũ chịu nhân xui khiến sở làm ra sự tình ta cảm thấy phi thường thật có lỗi. Trọng vũ là ngài đồng học, học trưởng, hắn vất vả dốc sức làm lâu như vậy, không thể như vậy rời khỏi vòng giải trí. Khẩn cầu ngài khoan hồng độ lượng. Niệm cập cùng trường tình nghĩa, hỗ trợ khuyên nhủ dịch tổng. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, là dịch sâm cầm một cái áo choàng đến, tri kỷ phi ở nàng trên vai. Hắn lướt mắt tảo qua di động màn hình, Đồng tử co rút lại một chút, thần sắc một điểm một điểm trở nên thanh lãnh. Ngươi nhớ tới cái gì sao? Tống Kha Lâm ngẩng đầu nhìn Dịch Sâm. Ngươi là chỉ cái gì? Ai? Thế nào cùng Tô Dực Thần giống nhau thích động bất động thưởng di động. Cái gì tật xấu? Di động đã bị cầm đi qua, Dịch Sâm xem sau, lại trả lại cho nàng. Tam giờ trước tin tức, hiện tại hồi, không có quá lớn tất yếu. Tống Kha Lâm chính nghi hoặc ngô trọng vũ người đại diện nói gì như vậy mặt danh kỳ diệu, dịch sâm cũng đã mở ra trong phòng hình chiếu TV. Mới nhất giải trí tin tức hấp dẫn của nàng lực chú ý. Giải trí tin tức đang ở truyền phát. Ngày gần đây ở ảnh thị vòng bộc lộ tài năng tiểu sinh Ngô Trọng Vũ đến nay ngày sau ngọ tuôn ra tính xâm mổ hội sở người phục vụ dèm pha, cấp xã hội không khí tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng, khủng tao toàn phương vị phong sát. Học trưởng tống kha lâm mặc dù nhìn quen vòng giải trí này đó chìm nổi lại vẫn có chút khó có thể tin hắn thế nào sẽ là như vậy nhân chính là này quay chụp cảnh tượng rõ ràng có chút nhìn quen mắt là hy thành quốc tế hội sở chuẩn bị tâm lý thật tốt của ngươi vị này học trưởng so với ngươi trong tưởng tượng xấu xa dịch sâm trong thanh âm hơn hai phân sẵn giọng xoay người cầm một chồng tư liệu đặt ở tống kha lâm trước mặt tấm ảnh đầu tiên liền đau đớn của nàng mắt khi cư nhiên là bản thân tóc tán loạn đầy mặt ửng hồng không hề mỹ cảm đáng nói bên cạnh ngô trọng vũ cũng từ từ nhắm hai mắt nằm ở bên người nàng đây là cái gì ngươi buổi chiều uống say nhìn nàng như có đâm chiêu biểu cảm dịch sâm giải thích đứng lên lại có chút không đành lòng nàng sau này phiên một tờ tự hồ nhớ tới cái gì sắc mặt bắt đầu có chút buộc chặt nàng vương tinh tế cổ tay lại lật vài tờ, càng là sau này phiên, trong mắt quan mang lại càng lãnh một ít. Đây là một phần mổ công ty Pia định ra sao dự kiến hoa. Trừ bỏ tống Kha Lâm, còn có mấy cái nữ tinh, cũng nhất định bị xếp vào đến ngô trọng vũ sao dự kiến hoa giữa. Mà nàng, chính là dùng để làm chăn đệm đá kê chân, ở thông cảo trung trở thành ngô trọng vũ sinh hoạt cá nhân hỗn loạn bạn gái trước, vì ngô trọng vũ cấu tạo ra chịu phần đông nữ tinh hoa nên lại giữ mình trong sạch nhân thiết biết là tốt rồi, nhiều xem vô ích. Dịch Sâm đưa tay đi lấy văn kiện, lại bị nàng thoảng qua, chặt chẽ nắm chặt ở trong tay. "Không, ta muốn xem." Hắn trong ánh mắt nàng cuồng cường cùng thất vọng, bỗng nhiên có chút hối hận nói cho nàng. Nàng cúi đầu, thì thào cảm thán, mặt bên tuyệt đẹp đã có một tia cô đơn. Qua một cái chớp mắt, nàng lại dương mắt hỏi hắn, trong ánh mắt là mê mang. "Ngươi cảm thấy này trong vòng luẩn quẩn" ta còn có ai có thể tin tưởng. Ta không sợ lộ khó đi, chỉ sợ đi một mình đi xuống. Dịch Sâm không nói gì, chính là đứng ở nàng trước mặt, lẳng lặng xem nàng. Tô Dực Thần đi xa, Trương Duyệt phản bội, cùng trường học trưởng không tiếc bại hoại của nàng thanh danh, lợi dụng nàng còn sót lại một điểm nhiệt độ tiến hành sao làm, này đó ẩn nhẫn cùng bất đắc dĩ, hắn đều xem ở trong mắt. Ngươi, ngươi, trăm miệng một lời. Tống Kha Lâm không khỏi nở nụ cười, dịch xâm thân sĩ làm cái, mời nói, thủ thế, ý bảo nàng trước tiên là nói. Nàng tạm dừng một chút. Tiếp theo dây, nàng trong thanh âm là càng sâu chắc chắn. Cám ơn ngươi nói với ta chân tướng, sau này, ta sẽ càng thêm bảo vệ tốt bản thân. Này trong vòng luẩn quẩn, ai tiếp cận ngươi đều khả năng có khác ý đồ, duy độc ta, ngươi có thể yên tâm. Còn không chờ Tống Kha Lâm làm ra phản ứng, Tiếp theo câu đã tiến nhập lỗ tai. Còn có, lần sau không cần lại một người uống rượu giải sầu, nếu nhất định phải uống, phải gọi thượng ta. Không nhanh không chậm ngữ điệu, rõ ràng nói lúc đi ra là như vậy vững vàng, lại vững vàng làm cho người ta tim đập nhanh. Này tim đập nhanh làm cho nàng cảm giác được trong lòng tự hồ lại có cái gì vậy bắt đầu tràn lên, một chút một chút hướng về phía đỉnh, làm cho nàng có chút hốt hoảng lại lại cảm thấy cả trái tim bị điền thật sự mãn rất vẹn toàn. Nàng không biết vì sao, nhưng lại kinh ngạc xem hắn, muốn nói nói, lại nói không ra lời. Ta bộ dạng rất kỳ quái sao? Hai ngày trước gặp mặt cũng như vậy xem ta. Dương mắt, là hắn bẩn cợt ánh mắt. Tống Kha Lâm bị nhất ngữ bừng tỉnh, đang nghĩ tới phải như thế nào trả lời, trong tivi lại hợp thời truyền đến quảng cáo thanh. Lại nhìn, lại nhìn liền đem ngươi ăn luôn dịch sâm kinh ngạc nhìn thoáng qua chặn ngang một cước tivi nhịn không được nở nụ cười xem ra tivi cũng rất hội liêu muội cái gì kêu cũng rất hội bang 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 trái tim lại bắt đầu không chịu khống chế loạn nhảy lên nàng thậm chí hoài nghi đứng ở bên cạnh dịch sâm đều có thể nghe được nàng kia tâm luật không đều dũng mãnh tiếng tim đập thế nào làm đến cùng thế nào làm nàng thật sự tìm thời gian đi nhìn một cái trái tim hoảng loạn trung, nàng bả đầu thoáng phiết đến đi qua một bên, cường trang trấn định cuối mô đáp. Kỳ thực không có gì. Xem ngươi là vì có chút cảm động đến mà thôi. Khả nhất tưởng khởi lần trước gặp mặt, cũng là như thế này xem nhân gia, trên mặt liền không cảm thấy nhiễm nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Dịch sâm trên cao nhìn xuống xem nàng ửng đỏ sườn mặt, lại có chút muốn cười. Đúng rồi, Tống Kha Lâm chạy nhanh nói sang chuyện khác. Tính xâm người phục vụ là thật sự ngươi cảm thấy đâu dịch sâm không đáp hỏi lại tống kha lâm nhíu mày sẽ không là ngươi thiết kế đi loại chuyện này cũng chỉ có dịch minh làm được ra dịch sâm một bộ nghiêm trang vung nồi cách xa ở tổng tài văn phòng tiếp đãi khách quý dịch minh bất ngờ không kịp phòng đánh trái vang dội hắt xì hắn còn có cứu sao ngươi tưởng cứu hắn tống kha lâm cười cười cũng không Ba đây loại tiểu nhân vật, đều là tự thân khó bảo toàn. Giải ngữ, mấy ngày nay muốn quan tuyên, tiếp mục tổ này hai ngày hẳn là thông suốt biết chụp áp phích. Hắn ngồi vào bên người nàng, trên người dễ ngửi nam sĩ mùi hương thoang thoảng thủy vị bao trùm của nàng cảm quan, hảo hảo chụp này bộ diễn, khả năng lập tức là có thể trở về người đã từng vị trí. Tiếng sấm nhỏ Dịch sâm đặt ở trên sofa di động chấn động. Tống Kha Lâm trong lúc vô tình nhìn đến màn hình, là dịch minh. Nàng chỉ chỉ kia di động. Hình như là dịch tổng điện thoại. Ta biết. Dịch sâm lấy qua di động, lại hướng tương phản phương hướng hoạt động. Hắn cắt đứt. Làm một cái những người đứng xem, Tống Kha Lâm nhìn xem có chút xấu hổ. Qua một lát, di động lại vang, là cao đạo đánh tới. Tống Kha Lâm trao trao mày. Lúc này nên tiếp. Cao đạo. Dịch sâm tiếp gọi điện thoại trò chuyện âm lượng, vừa mới đủ Tống Kha Lâm nghe rõ ràng bên kia tiếng nói chuyện. Dịch sâm, làm sao ngươi không tiếp ngươi ca điện thoại? Chúng ta đàm sự đâu? Cao đạo là cái rơi thẳng nhân, vừa lên đến liền có lời nói thẳng. Ngay sau đó, liền nghe được bên kia dịch minh khoái trá thanh âm. Hảo đệ đệ, ta đang theo cao đạo nói chuyện hợp tác đâu? Ngươi mấy ngày nay nổi lên một chút, thừa dịp, giải ngữ, còn chưa có khởi động máy, trước đêm buổi sáng đáp ứng của ta cái kia bao cao su quảng cáo cấp vỗ bao cao su quảng cáo bao cao su bộ này ba chữ ở tống kha lâm trong đầu quanh quẩn thật lâu không thể tán đi trong ấn tượng dịch sâm tiếp đại ngôn đều thật thận trọng thông thường đều là vận động triều bài thời thượng nhất loại sản phẩm hoặc là mấy chục ảnh loại này làm cho người ta cảm giác tương đối cao nhã gì đó mà này ngoạn ý không cần nói dịch sâm không tiếp nhận tự hồ căn bản không cái nào đương hồng nam tinh tiếp nhận. Này dịch minh thật sự là thực lực hố đệ. Nguyên tưởng rằng dịch xâm mặt phải đổi sắc, khả không nghĩ tới hắn trực tiếp một ngụm đáp lại. Hảo! Tống Kha Lâm đang chuẩn bị thay hắn bi ai, lại nghe hắn nhấc lên yêu cầu. Bất quá ngươi muốn cam đoan, này quảng cáo phim ngắn quay chụp, ta hẳn là có trừ cao đạo bên ngoài thứ cao quyền quyết định. Dịch xâm treo điện thoại không khí nhất thời lâm vào lặng im ta biết ngươi đang nghĩ cái gì tống kha lâm xấu hổ cúi đầu thấy hắn trên chân đạp lên một đôi thuần trắng ở nhà dép lê hạ thân là màu trắng hưu nhàn thu chân khố trên thân mặt màu lam áo sơ mi dịch sâm xem tống kha lâm bộ này bộ dáng không khỏi có chút buồn cười cũng không biết là vì ai liền tiếp như vậy cái hố bản thân đại ngôn khi thành kỳ hạ bảo lệ tịnh công ty có nghe qua đi ân ừ lừng lẫy có tiếng đại công ty, kinh doanh ngày hóa đồ dùng, có được lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục cái nổi danh phẩm bài. Chính là nàng không nghĩ tới, này cư nhiên là hy thành tài sản chi nhất. Dịch sâm có chút phù ngạch. Gần nhất bọn họ tân ra nhất khoảng bao cao su, muốn mở ra thị trường, lại rất khó có minh tinh nguyện ý đại ngôn. Cho nên, ngươi thành coi tiền như rác. Tống Kha Lâm tỏ vẻ thương hại. Ta vốn có thể không tiếp dịch sâm ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Vì sao? Xem nàng tò mò mà bị lừa chẳng biết gì bộ dáng, trong lòng hắn bỗng nhiên giống như có cái gì vậy sụp đổ đi xuống, trở nên thật nhuyễn, thật nhuyễn. Bởi vì ngươi, không nói này, ngươi không phải nói ta gia sản nghiệp đại, lại không với ngươi giới thiệu. Dịch sâm tự tiếu phi tiếu, hiện tại ta đến thực hiện hứa hẹn, giáp mặt với ngươi giải thích. Muốn hay không nghe? ân. Ừ. Nói xong này tự, Tống Kha Lâm liền hối hận. Dịch sâm đối với Tống Kha Lâm chậm rãi mà nói, theo Hy Thành lúc ban đầu lập nghiệp điền sản ngành nghề nói lên, nói tiếp đến kỳ hạ đề cập hàng tiêu dùng ngành nghề, nói tiếp đến ít ngành nghề, nói tiếp đến văn hóa ngành giải trí, nói tiếp đến. Nàng rốt cục minh bạch vì sao phía trước dịch sâm không có nói cho nàng này đó. Bởi vì, nhiều lắm, tâm thiện mệt, bỗng nhiên có chút không muốn nghe.